Đây là bài viết Công cụ thiết kế miễn phí dành cho bạn của tác giả Akai. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Một bản thiết kế website, sản phẩm hay dự án bất kỳ thường tốn không ít tiền của bạn. Bạn muốn có một bản thiết kế đẹp nhưng mà budget thì rất giới hạn, thế phải làm sao? Ngoài cách thuê một designer chất lượng, có một vài hướng khác để có một thiết kế đẹp mà không tốn quá nhiều tiền outsource. Chúng ta bắt đầu từ những yếu tố nhỏ như là chọn đúng phông, tìm đúng icon và tô đúng màu. Danh sách 21 website dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nguồn tài nguyên phong phú để sử dụng trong thiết kế của mình. Cho dù bạn có là người mới làm quen với công việc thiết kế hay là bạn là dân chuyên nghiệp đang tìm kiếm ý tưởng. Ảnh stock. Ảnh và video gốc trên mạng thường có giá rất đắt, dù chúng có phần quan trọng trong việc làm đẹp website hay là portfolio. Nhưng không nhiều startup sẵn sàng bỏ ra vài trăm đô la chỉ để mua một tấm ảnh có bản quyền. Nếu bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh này, thì dưới đây sẽ là một vài website chia sẻ ảnh gốc miễn phí hoặc rẻ, thực sự hấp dẫn và không khiến cho thiết kế của bạn như được làm từ những năm 90. Paxels. Tất cả ảnh trên Paxels đều miễn phí cho cá nhân và doanh nghiệp sử dụng với giấy phép Creative Commons Zero, CC0. Hiện tại, họ có khoảng hơn 30.000 bức ảnh gốc và thường cập nhật thêm từ 3.000 ảnh mỗi tháng. Unsplash. Nó bắt nguồn từ một dự án phụ của Crew Team. Nó thật sự đã cứu lấy công ty của họ khi đang ở bên bờ vực phá sản và chi phí hoạt động chỉ còn vài tuần. Giờ đây, nó trở thành một website độc lập với ảnh chất lượng cao được update hàng ngày. StockHub. StockHub có khoảng hơn 15.000 ảnh được trích từ hơn 30 website ảnh khác như là Life of Pix và Splitshire. Hầu hết các bức ảnh của họ đều có giấy phép Creative Commons Zero. Cover. Với Cover, bạn sẽ tìm được rất nhiều video miễn phí và phù hợp cho trang chủ của mình. Những gì bạn cần làm chỉ là download video mình thích từ trang này, upload lên website của bạn và thêm đoạn code trích dẫn của trang gốc vào trang của bạn. Squawk Public Domain Photos. Nếu bạn đang cần tìm những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao, thì đây chính là website dành cho bạn. Số lượng ảnh từ website này có thể không nhiều như các trang khác, nhưng chúng đều mang tính thẩm mỹ cao, và có thể bạn sẽ tìm được bức ảnh ưng ý ở đây. Death to Stock. Đây là một trang tài nguyên ảnh chia sẻ theo các bộ ảnh. Mỗi bộ có một chủ đề cụ thể. Đăng ký tài khoản của họ và bạn có cơ hội nhận được một trong những bộ ảnh hấp dẫn này. StockSnap. Một nhóm nghiên cứu tại Snappa đã tạo ra StockSnap và họ đã mang lại cho chúng ta một website với hàng nghìn hình ảnh có bản quyền Creative Commons Zero. Bạn có thể lọc hình ảnh theo ngày tháng, xu hướng, lượng xem, lượng download và nhiều hơn thế nữa. Pixabay. Chất lượng hình ảnh trên Pixabay có thể hơi thất thường so với các trang khác, nhưng bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Hay cụ thể là gần 1 triệu bức ảnh để lựa chọn. Tất cả hình ảnh của trang đều có bản quyền Creative Commons Zero. Vì vậy, bạn có thể download và chỉnh sửa chúng miễn phí. Burst. Burst được ra mắt cách đây không lâu, nhưng đã có hơn 1.000 hình ảnh miễn phí thích hợp cho mọi nhu cầu. Website được xây dựng với đối tượng chính là các doanh nhân, nhằm giúp họ tạo website, thiết kế sản phẩm, chiến dịch hấp dẫn hơn. Hầu hết các bức ảnh của trang này đều được chụp trong nhà vào, có xu hướng đặc trưng và đi theo các chủ đề về kinh doanh. Họ còn có một loạt các case study chuyên sâu về hỗ trợ khởi nghiệp nữa. Font. Bạn đã bao giờ gặp rắc rối trong việc tìm đúng loại phông thích hợp cho tài liệu hoặc là tệp quản lý content của mình? Thử đi thử lại hàng trăm nghìn các loại phông sẽ đều tốn nhiều giờ đồng hồ của bạn. Hơn nữa, nó chắc chắn là công việc tẻ nhạt nhất bạn từng làm. May mắn thay, những công cụ dưới đây sẽ giúp bạn tìm đúng loại phông mình cần chỉ trong tích tắc. Dưới đây là một vài nguồn yêu thích của tôi. Type Anything. Type Anything là một công cụ đơn giản có thể giúp bạn trong việc kết hợp các loại phông với nhau. Khi tìm được những phông kiểu mình cần, bạn có thể điều chỉnh như là kích cỡ, đường nét, opacity và nhiều hơn thế nữa. Chỉ cần gõ content của bạn vào, thế là xong. Google Fonts. Google Fonts là một kho lưu trữ các font của Google. Bạn có thể tìm được đủ loại phông áp dụng cho hơn 135 ngôn ngữ khác nhau. Với mỗi phông chữ, bạn có thể học thêm về người làm ra chúng và câu chuyện đằng sau bộ phông đó.
Các bộ sưu tập theo chủ đề cũng giúp bạn tìm thêm được các bộ phông mới đã được kiểm định bởi các kỹ sư và các nhà thiết kế của Google. Bạn có thể lọc phông theo độ phổ biến, xu hướng, vị trí địa lý của bạn và tạo ra các bộ sưu tập riêng của mình. Tive Wolf. Nhà sáng lập Tive Wolf, Jeremiah Shove, nói về điểm đặc biệt nhất của nó. Sẽ không hữu dụng lắm nếu chỉ nhìn thấy một bộ phông đơn thuần. Thấy được cái cách bộ phông đó tác động lên trang web của bạn sẽ có ích hơn nhiều. Đây là một trong những nguồn phông tốt nhất bạn có thể tìm trên mạng. Ngụp lặn trong nguồn tài nguyên của trang, bạn sẽ tìm được bộ phông hoàn hảo cho dự án của mình. Icon Store. Với Icon Store, bạn sẽ tìm được hơn 200 bộ icon được tạo bởi các nhà thiết kế giỏi nhất. Khi tìm được icon ưng ý, bạn có thể tải nó về theo định dạng PNG hoặc là SVG. Mỗi bộ icon đều có thể sử dụng cho cá nhân hay doanh nghiệp mà không cần trích nguồn. The Stocks. The Stocks có bộ sưu tập các icon được update thường xuyên. Bạn có thể tải chúng xuống với nhiều định dạng, màu sắc cũng như là kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu của mình. Website còn chia sẻ cho bạn ảnh, video, font, mockups và các màu sắc. Hãy nghĩ nó là một cửa hàng phù hợp cho hầu hết các nhu cầu thiết kế của bạn. Swift Icons. Trên Swift Icons có khoảng hơn 2.000 icon chất lượng cao mà bạn có thể tải về với các hình thức khác nhau. Outlined, Filled, Colored, Jolly, Flat và Pattern. Bạn có thể tải bộ icon ưng ý với giá dưới 100 đô hoặc là chọn gói miễn phí của trang. Bảng màu. Bạn cần tạo bảng màu mới cho website hay là dự án của mình. Đó sẽ là một quá trình dài nếu phải ngồi lần mò mọi thứ từ con số 0. Hãy rút ngắn quá trình làm việc lại bằng cách sử dụng một vài website sau để có được cảm hứng sáng tạo. Color Hunt. Với Color Hunt, bạn sẽ có được vô số các bảng 4 màu. Sau đó, sắp xếp chúng theo danh sách dựa trên độ phổ biến và trending. Hoặc đơn giản là chọn ngẫu nhiên và xem trang web có gợi ý gì. Tạo bảng màu riêng của bạn và chia sẻ lên trang web. Gradients Web. Gradients Web của Itemio là một bộ sưu tập gồm gần 200 màu gradient. Bạn có thể dùng chúng làm nền cho bất kỳ nội dung nào trên website của mình. Với mỗi màu, họ sẽ cho bạn một phiên bản .png cũng như mã cross-browser CSS3 để dễ dàng sao chép. Thậm chí còn có các gói được sắp xếp sẵn sử dụng cho Sketch và Photoshop. Coolers. Coolers là một bộ xử lý màu siêu tốc. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn bản màu sẵn có, mỗi bảng có 5 màu, hoặc là tạo ra bảng màu cho riêng mình chỉ với vài phút thôi. Akai hy vọng kho tài nguyên này sẽ giúp thiết kế của bạn nhẹ nhàng, nổi bật và ít tốn kém hơn. Dịch Akai, nguồn medium.com. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Khánh Linh. Bye!